Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quảng Ninh 4.0. Mình là Thắng Tất Cả đây. Hôm nay ngày đẹp trời cho nên là anh em trong Quảng Ninh mình sẽ đi vào trong lòng hồ để du ngoạn. Thì mọi người hãy đón xem video để biết hôm nay anh em mình vào hồ làm được những cái gì trong hồ nhé. Đây tất cả những tem của anh em mình đang đứng trước đây thì mọi người hãy đón xem video để biết được rõ ngày hôm nay anh em mình đi đến đâu và làm những gì mọi người nhá. Mọi người thấy không, mọi người bên bên kia là bến Chùa Lôi thì là cứ tầm có tháng riêng đổ lên thì là mọi người du khách thập phương về Chùa Lôi để thắp hương rồi du ngoạn cảnh. Còn trước mặt mình đây là bến Con Hổ các mọi người á. Hôm nay gió rất là to mọi người ạ. Trời rất là trong xanh. Mọi người nhìn cái khung cảnh rừng núi ở chỗ mình đây rất là mát và nhìn rất là xanh. Rồi núi mọi người trồng cây trồng rừng hết rất là xanh đẹp chứ không là đồi trọc nhá. Đấy, còn phía xa xa của mình kia thì có rất nhiều những cái cảnh đẹp mà mình sẽ đưa mọi người đến để tham quan ngắm cái cảnh ở ngoài đấy. Thật ra thì quê hương mình cũng có rất là nhiều những cái cảnh đẹp, không những có những vịnh Hạ Long đẹp mà có những cái cảnh biển, cảnh sông, cảnh nước, cảnh hồ cũng rất là đẹp. Đây mọi người có thể biết đây nữa là một cái hồ chứa nước. Ngoài người dân, nói chung là tất cả khu vực Hạ Long đều ăn nước ở cái hồ này. Hồ này rất là trong sạch, không có một cái gì để làm ô nhiễm cái nguồn nước này cả, bởi vì tất cả dân ở đây ăn mà. Đây là tất cả anh em trong team của mình cùng đi du ngoạn ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy cô gái trông rất là xinh đẹp và trẻ trung nhá. Đấy, đây là mấy chàng trai trong anh em cùng nhau đi gọi là du ngoạn cũng cảnh đẹp. Đây là ông bạn lái tàu của theo anh em mình nhá. Đấy, ông chủ lái tàu. Đến với lại ông chủ này thì tất cả có rất nhiều những dịch vụ đưa đón mọi người được tham quan ở trong cái lòng hồ này. Và mọi người thích cắm trại hay ăn uống ngủ nghỉ qua đêm hay là muốn đi chơi bời thì cứ liên hệ với lại anh bạn chủ này của Lịch Phước và Trần Năng nhé mọi người nhé. Người là nhìn cái phong cảnh đây rất là, đây là cái chỗ tất cả mọi người, là đây là hồ Yên Lập nhá mọi người nhá. Thì, ngày xưa thì còn có tên gọi là hồ Vận Nho, bây giờ thì người ta gọi là hồ Yên Lập. Thì ngày xưa ở đây là đường đi ở dưới cái lòng hồ này luôn mọi người ạ. Sau này người ta đắp đập lại thì người ta chứa nước để phục vụ cho bà con nông dân cấy cày rồi là sinh hoạt ăn uống, thì là nước mới lên như này chứ ngày xưa làm đường nhựa mình ngay ở dưới lòng hồ thôi mọi người ạ. Thì cái hồ Yên Lập này có rất nhiều di tích lịch sử và có chiều chùa chiền rất là đẹp mọi người. Có thể biết là đây có nổi tiếng là chùa Lôi Âm, một di sản rất là nổi tiếng và khách thập phương cũng đến đây rất là đông. Nói chung tất cả cái khu vực này thì mọi người có thể nhìn thấy, nó không nói đúng ra như cái mùa này anh em mình mà đi rừng về mà ngắm cái khung cảnh này. Nói chung là anh bạn của mình đây thì thật sự là chuyên phục vụ tất cả mọi người hay đến cái khu vực này để tham quan hoặc là ngắm cảnh, picnic, cắm trại, nói chung là rất là nhiều. Thì là bạn có thể giới thiệu với cho tất cả mọi người biết là mình phục vụ du khách về những cái vấn đề gì thì bạn chia sẻ với lại mọi người để cho tất cả mọi người được biết về cái hướng phục vụ của gia đình mình được. Du lịch ở trong hồ này rồi có ăn uống thì trên tàu tất cả đều trên tàu có hết phục vụ anh chị em gần ra xa gần là anh chị em cứ đến đây là ủng hộ cho quân dung. Cái việc này cho quân dung là tất cả ăn uống đồ ăn uống. Nói chung cái vấn đề mình ở đây mình phục vụ là cho cả khách đến cắm trại nghỉ ngơi qua đêm đúng không? Đấy là để cho tất cả mọi người biết là ví dụ như có anh em nào người ta muốn nghỉ qua đêm chẳng hạn thì mình
đồ không phục vụ người. Để nói là ví dụ như tất cả những cái vấn đề đấy là chăn ga rồi là màn chiếu là mình đầy đủ hết cho khách đúng không, ăn uống mình phục vụ từ ăn rất đúng không đấy. Thì mọi người nếu mà muốn được thưởng thức những cái ngày tháng trong cái đồng hồ này mà cho nó thoải mái và hưởng thụ cái không khí trong lành của rừng núi thì mọi người có thể liên hệ được với anh Trần Năng và Vân Dung nhá. Mọi người sẽ được vợ chồng anh chị đưa đến tất cả những cái nơi mà đẹp nhất ở trong cái khu vực di sản này. Cảm ơn anh đã chia sẻ với mọi người biết để cho mọi người tìm đến mình để mình có thể là cho nhiều người ra tò mò, người ta muốn tham quan thì mình có thể đến. Ở đây là người ta đang xây dựng cái gì nhỉ? Nhà. Nhà ở hả? Cô gái đang là thất tình là nhớ người yêu. Mọi người có thể nhìn thấy trước mặt mình là một cái suối rất là đẹp, nhìn rất là thơ mộng, tất cả trên đồi núi chảy xuống nhá. Mọi người phong cảnh là sơn thủy hữu tình nhá, rất đẹp. Hơi đẹp đấy, chỗ này hơi đẹp luôn, cảnh đẹp, đẹp luôn, luôn. Rất là đẹp tuyệt vời luôn, không phải là hơi đẹp, thơ mộng còn nguyên sơ. Đấy mọi người ạ, à, mọi người có thể nhìn thấy đây là cái suối gọi là suối Tiên, nước rất là trong và đẹp, rất là mát. Nói thật sự một câu là anh em mình mà đến đây vào mùa hè thì tắm thì tuyệt vời luôn mọi người ạ, à. Nước rất là trong mát, bơi thoải mái luôn. Đây nếu mà mình mà đi picnic thì có thể liên hệ với lại bà chủ tàu Vân Dung này, thì mọi người sẽ lên đây ăn uống nghỉ ngơi và cắm trại, có thể qua đêm thoải mái. Tất cả mọi thứ thì là Dung sẽ cung cấp cho mọi người từ A đến Z, ăn uống nghỉ ngơi, nói chung là đầy đủ hết. Trên này thì mọi người biết là nếu mà mùa như cái dịp cuối năm này mà anh em mình lên đây rồi người tắm ở đây, nhất là có đôi bạn nào mà người yêu thì đây mà tắm mọi người thì tuyệt vời luôn nha, tắm trên thoải mái. Đây là suối Cô Tiên, tắm trên thoải mái mọi người.
Cao rồi, nhưng mà tất cả trên này nó cũng quay vào một cái hố rất là sâu, cái suối rất là đẹp nha mọi người. Đấy, các cô em gái mình đang chụp ảnh lên đây, mọi người có thể chụp ảnh kể cả ảnh cưới, mọi người có thể lên đây chụp những bức ảnh cưới rất là ý nghĩa và đẹp luôn, rất là thơ mộng. Đấy, và cái chỗ mình ngồi đây có thể mình ngủ nghỉ ăn uống thoải mái. Chuẩn bị tập kết đến điểm thứ ba nhá, là chuẩn bị đồ ăn lên một rừng thông Đà Lạt Hạ Long nhá. Hôm nay Vân Dung thắng thấp kè rồi, mấy anh em cùng đi. Đấy, mọi người, anh em mình đã đến cái điểm hạ trại để anh em mình nấu nướng các thứ. Thì mọi người hãy theo chân của cô hướng dẫn viên này để biết anh em mình nấu những món gì nhé mọi người nhé. Hãy theo chân đến một điểm rất là đẹp nhá, rừng thông nhá, để anh em thắng tắc kè làm những món ăn siêu ngon. Mọi người, bây giờ mình sẽ tẩm ướp tất cả những cái đồ này với gia vị nhá. Gia vị thì hôm nay anh em mình đã chuẩn bị nước sốt từ ở nhà rồi. Đây lòng lợn mọi người. Đấy, xúc xích mình cho hết vào để mình tẩm ướp luôn. Bây giờ mình sẽ đổ nước sốt đã chuẩn bị ở nhà, nên là mình sẽ tẩm gấp đều những cái đồ này. Đấy, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Nhìn qua đã hấp dẫn rồi. Đấy mọi người, mình tẩm ướp xong rồi thịt tươi mình cũng vừa khía ra nhé. Khía như thế này thì nó sẽ ngấm gia vị đều và ngon. Bây giờ mình sẽ để cho để ở đây là một thời gian khoảng 20-30 phút để cho nó ngấm đều gia vị, xong tí nữa mình sẽ cho vào mình nướng nha mọi người nhá. À,
Thế mọi người ạ, gà mình đã chuẩn bị đây rồi, mình giết từ ở nhà bởi vì anh em mình đi chơi thì không thể đến đây mình giết được, nó khó. Mình giết được từ ở nhà, mọi người nhìn thấy gà nhiều ngon không? Mình hôm nay cũng sẽ thực hiện lại cái món gà nướng này cho mọi người xem. Gà hơi ngon đấy, tầm hơn 2 cân đấy mọi người. Mọi người ạ, mình cũng tẩm ướp cái này cũng xong rồi, cũng được khoảng 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào mình nướng nha mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp cùng với lại Vân Dung, hai anh em sẽ làm đồ này cho vào mình nướng. Mọi người hãy theo dõi anh em mình nhá. Hãy bình chọn cho Vân Dung và thằng Tắc Kè nhá. Mỗi người một like đấy, nha. Mọi người ạ, ở đây thì anh em mình đi du lịch thì có cả quan chủ bà chủ tàu luôn và kiêm hướng dẫn viên du lịch cho tất cả anh em đến đây. Muốn có một cái phong cảnh nào đẹp, chỗ nào thơ mộng thì hãy liên hệ với lại cô Vân Dung này nha. Đấy, cô gái trước mặt mọi người đây có những cái tour du lịch rất là hay đấy mọi người ạ. Rất là đẹp, mọi người có thể đến liên hệ với cô gái này bất cứ lúc nào. Anh em mình hôm nay cũng phải liên hệ với lại cô bạn này để đưa vào đây. Đấy thì cũng nhờ cô bé này anh em mình biết đến được những cái phong cảnh đẹp ở đây. Đấy, mọi người nhìn có xung quanh mình nhé, đồi thông rất là đẹp nhá, chứ không phải hệ đồi thông hai mộ như mọi người biết đâu. Đấy mọi người ạ, mình đã kẹp xong xúc xích rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra mình nướng, còn thịt mình sẽ kẹp sau nha mọi người nhé. Đấy, mọi người, bây giờ mình sẽ cho thịt đây để kẹp. Kẹp mình nướng nha mọi người nha. Nói chung là cái thịt ướp lâu rồi nhìn trong cái màu nó rất là đẹp nha mọi người. Đấy, mọi người nướng thịt ba chỉ lợn thì nó ngon hơn nha mọi người nhé. Đừng nướng thịt mông, ăn nó sẽ sát và nó khô. Kẹp thêm sườn với nướng nha mọi người nha. Mình hấp dẫn không? Cũng đang chuẩn bị chín nhé mọi người ạ. Mình cho hổ đố như này cho mọi người biết này. Ai đi du lịch thì cứ liên hệ với lại Vân Dung và thằng Tắc Kè nhé. Đặc sản có gà lướng này, có mực lướng này, thịt lợn rừng này, trâu lướng này, ngon nhất đặc sản đây là sườn. Mọi người ạ, thật sự hôm nay mình cũng may mắn làm sao mà lại
biết được vợ chồng nhà Vân Dung này để đi đến những cái nơi phong cảnh đẹp và được thưởng thức những cái món ăn như thế này mọi người. Nếu mà muốn trải nghiệm như anh em mình như thế này thì hãy liên hệ với lại vợ chồng Vân Dung nhé mọi người nhé. Có nick Facebook là Vân Dung đấy. Và nếu mà mọi người muốn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại thì trên dưới cái phần mô tả của video anh em mình sẽ để số điện thoại của bà chủ xinh đẹp này ở đây cho mọi người biết để liên hệ. Xin chào các tour du lịch. Ai đi du lịch thì hãy liên hệ với Vân Dung để được thưởng thức những món ngon như là đặc sản gà nướng và thịt sườn cừu. Nói chung tất cả các thứ đều nướng hết nha mọi người. Đi rừng này dân dã này mình ăn những đồ nướng nó mới rất là ngon, mà nhất là cái thời tiết giá lạnh như này mà được thưởng thức những cái đồ nướng nóng hổi này thì mọi người biết được là như thế nào đấy, quá tuyệt vời. Đây mọi người, anh em mình cũng đã làm xong được hết những cái đồ ăn rồi. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức những cái đồ ăn này. Thì mọi người cùng ăn với anh em mình nhá. Mời sơn thần thổ địa rồi là những người ma đói ma khát quanh đây đến ăn cùng anh em mình, phục hộ cho anh em mình có sức khỏe để tiếp tục có những cái cuộc vui như ngày hôm nay nhá mọi người nhá. Ai muốn đi du lịch dã ngoại picnic thì vào bên này Vân Dung thắng các kẻ gà rất ngon. Để mà nói tìm được một địa điểm thích hợp thú vị như ở đây thì không ở đâu có. Thôi tắm đây, tắm anh nói lúc lúc này. Ngon lắm bà. Ngon lắm bà. Mời tất cả mọi người ăn mực cùng với mẹ mình nhá. Mình lâu lắm thưởng thức cái món mực này mọi người. Rất ngon thơm mọi người ạ. Cái cảnh trong rừng anh em mình ngồi ăn và thưởng thức những cái món nướng nóng hổi cái mùa thời tiết giá lạnh này, cái không khí nó trong ngày yên tĩnh này thì không có gì tuyệt vời hơn. Ngon lắm, ở đây không ở đâu bằng cả, không thể hữu tình. Ngon. Đấy, ôi đấy là rồi đấy là. Mời tất cả mọi người hôm nay chúng mình có là món gà nướng này, sườn nướng này, trâu nướng này, mực nướng này rất là ngon luôn. Lòng hồi nạp nhá, xin mời tất cả mọi người cùng ăn. Mời tất cả mọi người nhá, đến ăn với gia đình nhà mình nhá. Đầy đủ món gà nướng thì gia vị nướng rất là ngon đây, đùi gà Vân Dung ngon lắm. Gà ngon lắm các bạn. Các bạn đến ăn thử cái nướng này. Ngon lắm các bạn, này thịt nướng à. Bye.
đúng. Đây là đôi vợ chồng ông chủ tàu và một bên vợ là gọi là hướng dẫn viên du lịch cho tất cả mọi người đến các điểm tham quan ở trong cái lòng hồ Yên Lập này. Đấy, mọi người cần liên hệ gì thì cứ liên hệ với lại em gái Vân Dung này nhé, mọi người nhé. Đấy, số điện thoại cho anh em mình sẽ để dưới phần mô tả của video, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với lại cô chủ này. Chú đi đây mà bắt gì hôn đấy mày, mỗi giờ mày hôn đấy. Láo, mẹ chốc ra tàu nó đánh chìm tàu, tao chết đuối à. Thế nào mấy ông mày đây còn được, còn tặng tay anh dài anh bơi được. Anh thì không sợ, anh thì... Mời tất cả mọi người cùng thưởng thức những món nướng của buổi dã ngoại của kênh Quảng Ninh 4.0 mình hôm nay nhá. Mình quay phim nên là giờ này được ăn rồi ạ. Ngon lắm mọi người. Ăn mấy món nướng này quẹt nó bóng môi nó ngon mọi người. Nếm này. Loại bấm bóng ướt à. Ngon. Sao câu gì ấy ăn đi. Ui nghẹn. Sao câu sao? Mờ tóc quá. À, sao câu mờ tóc quá. Ngon đó. Ngon. Bá cháy luôn đấy. Hôm nay nhiều bạn mà ở những thành phố mà không có thời gian thì cũng không được thưởng thức những món ăn thiên nhiên này với anh em mình đâu. Mọi người mà muốn mà để được những buổi đi dã ngoại và ăn uống đồ nướng như này thì mọi người cứ liên hệ kênh mình hoặc là liên hệ với số điện thoại của chủ tàu kiêm hướng dẫn viên du lịch luôn mọi người ạ. Xong rồi liên hệ với họ đặt tàu, sắp xếp thời gian rồi mọi người cũng có được một chuyến như mình nhé. Đây mọi người, đây là hồ này mọi người. Đây là cái hồ này, hồ Yên Lập nhé. Hồ. Mọi người biết là mọi người cho quà của nhau đi. Đấy thì tiện qua kênh Quảng Ninh 4.0 và mọi người đang xem truyền hình đây thì Vân Dung có thể nói cho mọi người biết rằng là mình phục vụ cái mảng nào như thế nào thì là giới thiệu cho mọi người biết để mọi người đặt mình muốn đi du lịch hay muốn vào đây tham quan thì mọi người hiểu hơn thì em chia sẻ với mọi người đi để cho mọi người hiểu. Xin chào tất cả anh em nhé. Nếu ai có nhu cầu đi du lịch dã ngoại thì sẽ alo cho Vân Dung nhé để thưởng thức những món ngon là đặc sản là về gà lướng này. Và hôm nay là có món thịt tận rừng lướng này. Và có những món mực lướng nhưng mà lại ăn gần hết rồi, tôm nướng đặc sản. Thế vậy thì anh chị đi thì chơi vào du lịch dã ngoại đầu tiên là vào chùa Lôi Âm Hạ để thắp hương, sau đó là mình đi đến điểm tắm suối và đến một đồi thông gọi là như là Đà Lạt 2 của một lòng hồ rất là đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Ai đi thì có thể liên hệ we'll be right back.
một trải nghiệm một ngày ở trong Hồ Yên Lập với tour du lịch của em gái Vân Dung đây. Thì bây giờ cũng xong rồi, thì bây giờ anh em mình kết thúc video ở đây thôi. Để mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết về cái tour du lịch này, để cho anh em ở những cái tỉnh khác và những cái người ở bên nước ngoài muốn về đây tham quan du lịch ở cái Hồ Yên Lập này biết đến Vân Dung và biết đến Thắng Đất Tẻ. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.